đánh mất những điều này coi như cuộc sống vô nghĩa a à, cuộc sống vô nghĩa nếu cuộc đời thiếu những mảnh ghép này một lý tưởng sống hầu hết trong chúng ta ai cũng từng có giai đoạn mông lung về cuộc sống về định nghĩa hạnh phúc và cả sự thành công cảm giác này sẽ khiến chúng ta buồn bã hụt hẫng và mất định hướng vào tương lai có thể bạn sẽ tự hỏi bản thân rằng ước mơ thực sự của bạn là gì và bạn phải làm gì để thực hiện giấc mơ đó tuy nhiên nếu bạn đang mất định hướng về cuộc sống Mất niềm tin vào cuộc sống, hãy dành thời gian để suy nghĩ lại, điều chỉnh và tìm kiếm con đường phù hợp với bản thân mình hơn. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn chỉ là một kẻ thất bại đơn giản là vì bạn chưa khám phá hết được khả năng tiềm ẩn của bản thân. Đánh mất định hướng trong cuộc sống cũng chính là đánh mất đi cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân. Bạn hãy nhớ rằng, sống không có nghĩa chỉ là tồn tại mà đó là cả một hành trình của định hướng và tương lai. Cái chạm tay vào thế giới của người khác. Gia đình bạn bè và những người xung quanh chính là một phần không nhỏ góp phần vào việc tạo nên cuộc sống muôn màu của bạn. Tuy nhiên, guồng quay của cuộc sống, tiền bạc và danh vọng có thể khiến bạn quên đi những mối quan hệ bình lặng hàng ngày. Bạn trở nên xa lánh, ít quan tâm, thờ ơ và vội vã trong mọi mối quan hệ. Bạn nên nhớ rằng, có những mối quan hệ nếu đánh mất bạn sẽ phải hối tiếc suốt cuộc đời. Đừng sống và làm việc chỉ như một con robot được lập trình mà hãy mở rộng tấm lòng và sự quan tâm tới chính những người thân xung quanh bạn. Đừng khiến khoảng cách giữa bạn và những người thân yêu ngày một xa cách bởi khi ngục ngã bạn sẽ chẳng còn một ai bên cạnh để tâm sự và sẻ chia. 3. Đánh mất chính bản thân mình. Cuộc sống luôn vận động, thay đổi từng ngày và chúng ta cũng cần phải thích nghi với điều ấy. Tuy nhiên, hãy hòa nhập với cộng đồng, tiếp thu những điều tiến bộ và giữ được quan điểm cũng như cốt cách của bản thân. Đừng đánh mất bản thân chỉ vì những trào lưu và xu hướng của xã hội bởi chúng ta sẽ không còn cái tôi riêng của mỗi người. Đặc biệt bạn nên xây dựng cho bản thân một lối sống văn minh, lành mạnh và cố gắng phát huy những năng lực của bản thân. Hãy luôn là chính mình và bản lĩnh trước những biến cố của cuộc đời. 4. Sự kiểm soát Cuộc sống sẽ trở nên ngày càng khó khăn nếu bạn đánh mất sự kiểm soát của bản thân vào những cảm xúc và suy nghĩ hàng ngày. Bởi cuộc sống không thể luôn vận động theo ý muốn và cảm xúc của bạn. Để thích nghi với điều này, bạn nên học cách kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của chính bản thân mình. Hãy nuôi dưỡng cho tâm hồn sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu với những người xung quanh, kiềm chế sự tức giận, tính ích kỷ nhỏ nhen và lòng tham đố kỵ của bản thân để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội. Đừng để cảm xúc lấn át quá nhiều lý trí bởi nó có thể khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm trong cuộc đời. B. Để cuộc sống có ý nghĩa, cần phải làm gì? 1. Tìm kiếm đam mê. Nếu bạn yêu âm nhạc, tại sao không gắn bó với nó? Bạn không cần phải bỏ công việc hiện tại để theo nghiệp ca hát nhưng vẫn có thể thường xuyên rủ bạn bè người thân tới những quán karaoke hoặc thậm chí đầu tư hẳn một bộ để có thể thỏa mãn đam mê của chính mình. Nếu không biết bản thân thích gì và muốn gì, đừng ngại thử tất cả những thứ có thể, biết đâu bạn lại tìm được cho mình niềm vui bất ngờ. Khi có đam mê, bạn sẽ theo đuổi nó nhờ vào khát khao của bản thân, mỗi sáng thức dậy sẽ có động lực để phấn đấu và như thế chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn nhiều. Sống vô tư không chút vướng bận, làm những điều mình thích để bản thân cảm thấy thoải mái nhất. 2. Sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Cuộc sống tươi đẹp biết bao khi mọi người biết quan tâm và chia sẻ với nhau. Giúp đỡ không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà đến chính bản thân mình cũng cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Các tổ chức tình nguyện, thiện nguyện ngày càng phát triển, bạn nên tham gia để có thể đóng góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. 3. Đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Bạn sẽ vấp ngã nếu cứ để cuộc đời mình trôi qua trong vô định và không có phương hướng. Bạn phải đặt mục tiêu cho mình để có thể phấn đấu từng ngày từng giờ. Mục tiêu đặt ra không cần quá cao, mất thời gian dài để thực hiện, đó có thể chỉ là mục tiêu ngắn hạn nhưng tạo động lực cho bạn. 4. Quan tâm đến những chuyện có thể khơi dậy trong bạn cảm hứng. Bạn không phải là người duy nhất cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Internet có biết bao câu chuyện về những người cũng trong tình trạng như bạn. Họ cũng đã từng chán nản, từng bỏ cuộc nhưng rồi với ý chí tuyệt vời, họ bước qua rào cản của bản thân. Xây dựng mục tiêu với đam mê và biến cuộc sống của họ trở nên có ý nghĩa hơn Tại sao bạn lại không tìm đọc những câu chuyện như vậy để thấy rằng chính bản thân mình cũng có thể làm như họ, thậm chí còn có thể làm tốt hơn Cách làm này giống như một liều thuốc chữa căn bệnh từ ai, họ làm được tại sao mình lại không Hãy đọc 5 chữ vàng giúp bạn bình yên trong cuộc sống để nhanh chóng tìm được hướng đi phù hợp cho riêng bạn 5. Làm bất cứ điều gì đó Đừng ngồi ly trong nhà cả ngày và chỉ làm bạn với màn hình máy tính Thật khó để thay đổi nếu như bạn không chịu cố gắng. Thử đi dạo phố, mua sắm, hay đơn giản chỉ làm quan sát mọi người xung quanh, những người lao động nhọc nhằn kiếm đồng tiền mưu sinh, bạn sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào. 6. Tìm kiếm động lực Nếu không tìm thấy động lực để biến cuộc sống tẻ ngắt của bạn trở nên ý nghĩa hơn, bạn đương nhiên sẽ chẳng có đủ sức mạnh để tìm ra đâu mới là điều mình nên làm. Phải có một động lực nào đó đẩy bạn lên phía trước và tạo niềm tin vững chắc để bước tiếp. Lúc đó bạn sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn nhiều so với những lúc cố lê đi từng bước chậm chạp và không mục đích. 7. Làm những gì cảm thấy vui. Cuộc sống có ý nghĩa khi cuộc sống có niềm vui. Vậy vì lý do gì mà bạn không làm những điều mình cảm thấy hạnh phúc? Người khác nói sở thích của bạn thật điên rồ nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi chính những điên rồ ấy lại mang đến cho bạn những phút giây thư giãn, những tiếng cười hạnh phúc không mang theo lo lắng của cuộc sống. Mọi người sẽ có lúc cảm thấy thất vọng mất niềm tin vào cuộc sống nhưng bạn phải nhớ rằng đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi mà thôi cuộc sống còn dài bạn còn trẻ không nên lãng phí thời gian vào những phút giây như thế ai cũng có mục đích chỉ là chúng ta chưa nhận ra nó vào thời điểm này mà thôi hãy đứng lên và khám phá những bí mật chưa được biết đến của bản thân cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa mà bạn chưa biết